Bạn vạn không ngờ, khi mình vào phòng sinh hệ thống lại cho cô một lựa chọn. Bởi vì công lược thất bại nên đứa trẻ cũng mất đi. Nếu như bạn muốn con mình sống thì chúng tôi có thể giúp bạn. Vạn vạn từ chối và muốn rời đi cho dù đứa trẻ có thể ở lại. Thay vì để đứa trẻ lớn lên trong sự thờ ơ lạnh nhạt, chi bằng để cả hai cùng nhau rời xa Hoắc Hán Đình. Để anh ta luôn nhớ trong khoảnh khắc anh ta chạy về phía Bạch Nguyệt Quang. Đó là lúc anh ta mất đi vợ và con gái, để anh ta bị tra tấn bởi sự hối hận trong suốt quãng đời còn lại. Kiểm tả ra bạn đang xem câu chuyện Tinh Không Chi Lâm. Có muốn thay đổi hệ thống không? Giá chỉ 3 con cá thôi. Hệ thống xuất hiện ngay lúc Vạn Vạn bị đẩy vào phòng sinh. Hoắc Hàn Đình bỏ rơi ngươi đi đón Bạch Nguyệt Quang của anh ta. Vạn Vạn nghe thấy sững sờ trong giây lát, lúc này cơn đau đẻ dữ dội như xé nát cơ thể cô. Tất cả đều không thể so sánh với nỗi đau như dao đâm trong tim. Trái tim cô như bị một bàn tay vô tình giữ chặt, bóp nghẹt đến mức khó thở. Vạn Vạn xuyên không tới đây chỉ để chinh phục Hoắc Hán Đình. Chỉ cần anh ta vẫn luôn yêu Vạn Vạn thì cô sẽ giành chiến thắng. Nhưng bây giờ Bạch Nguyệt Đăng của anh ta đã trở lại, chỉ vì đón cô ta ở sân bay. Hoắc Hán Đình không chút do dự mà bỏ rơi cô sắp sinh con. Sự thật phũ phàng này khiến cô cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, như thể đột nhiên rơi vào vực thẳm tối tăm. Vạn Vạn biết rõ chiến lược của mình đã thất bại. Vạn Vạn, em thế nào rồi, có ổn không? Người nhà ở đâu? Chúng tôi cần liên lạc với họ ngay bây giờ. Bác sĩ vội vàng nhìn ra cửa, nhưng không thấy bóng dáng của Hoắc Hán Đình. Vạn Vạn đột nhiên xuất huyết, cần chữ ký của người nhà. Bạn thân của cô chỉ có thể đi lại bên ngoài. Cô thật may mắn khi có người bạn thân như Lâm Thanh An ở đây. Ít nhất Lâm Thanh An sẽ không như Hoắc Hán Đình, bởi vì mối tình đầu trong quá khứ mà để cô đơn. Não của anh ta có vấn đề đúng không? Cái tên Hoắc Hán Đình kia lúc này thật sự lại đi đón mối tình đầu của mình. Để vợ một mình đi hái trà xanh có xem được không? Lâm Thanh An dường như rất lo lắng cho người bạn của mình. Mặc dù cô ấy không thích Hoắc Hán Đình nhưng vẫn tìm mọi cách để liên lạc với anh ta. Giọng nói của hệ thống vang lên bên tai Vạn Vạn, trong lòng cô nhất thời có chút hài lòng, rốt cuộc thì trong thế giới lạnh lẽo và tàn nhẫn này, có một tình bạn chân thành như vậy nó thực sự sửa ấm tâm hồn Vạn Vạn. Tất nhiên trên thế giới này có nhiều thứ quý giá hơn tình yêu, chỉ là chúng ta thường lạc lối trong sương mù của tình yêu, tiềm thức bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ảo tưởng của tình yêu, bỏ qua những cảm xúc xung quanh mình thật sự đáng trân trọng. Vạn Vạn và Hoắc Hán Đình quen nhau ở trường đại học. Là một linh hồn cô đơn nên hệ thống đã chọn cô. Miễn là cô làm cho Hoắc Hán Đình luôn yêu mình thì Vạn Vạn có thể ở trên thế gian này mãi mãi. Lúc bắt đầu cô chỉ vì muốn sống, cho nên đã làm trái mong muốn mà đồng ý với hệ thống. Tạ gia và Hoắc gia có thực lực tương đương nhau, từ thời đại học, bọn họ là cặp đôi kim đồng ngọc nữ trong mắt mọi người. Anh ta luôn đối xử dịu dàng với mọi người, chưa bao giờ từ chối lời đề nghị nào của Vạn Vạn. Mỗi lần đến gần anh ta đều chủ động thổ lộ tình cảm với cô. Hoắc gia nuôi dưỡng anh ta rất tốt, giáo dục hiểu tiết lễ nghĩa. Cô cũng hết lần này đến lần khác hiểu hơn, dần dần cảm động trước sự dịu dàng và quan tâm của anh ta. Một trái tim vốn đóng chặt từng chút một được hé mở ra bộc lộ cảm xúc thật. Vạn Vạn đã nghĩ mình sẽ ở bên anh ta mãi mãi, sống một cuộc sống bình thường nhưng ấm áp. Cho đến một bữa tiệc 3 tháng trước, cô nghe thấy một cô gái tên Trang Nhu Nhu. Sau khi Hoắc Hán Đình nghe được 3 chữ này, trong ánh mắt có sự dao động, đó là sự bối rối mà Vạn Vạn chưa từng thấy trước đây. Khoảnh khắc đó cô mới như từ trong giấc mơ tỉnh lại. Thì ra trong lòng chồng cô vẫn luôn ẩn chứa hình bóng thiêng liêng và bất khả xâm phạm của Bạch Nguyệt Quang. Và cô thực ra có 3 điểm giống với mối tình đầu của anh ta. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, Vạn Vạn chỉ là một kẻ thay thế thảm hại mà thôi. Ở trong một góc tối, cô nghe thấy người bạn tốt của Hoắc Hán Đình nói chuyện. Hoắc Hán Đình thật là may mắn, có thể tìm ra được một người thay thế. Đúng là cậu không biết gì cả, đây không phải là người mà anh Đình của chúng ta tìm kiếm, mà là người được tung vào sân thay thế, Diệp tiểu thư đang mang thai, điều đó chứng tỏ tình cảm rất sâu đậm. Một câu nói đùa chói tai, giống như một con dao sắc bén, đâm mạnh vào trái tim của Vạn Vạn. Hoắc Hán Đình ngồi trong đám đông, không thừa nhận cũng không bác bỏ. Khoảnh khắc đó trái tim cô hoàn toàn tan vỡ, như thể rơi vào hố băng không đáy, lạnh đến thấu xương. Lúc này hệ thống liền nhảy ra thông báo nhắc nhở cô. Ý chủ, nếu như Hoắc Hán Đình còn không buông bỏ được Bạch Nguyệt Quang của anh ta, chiến lược của bạn sẽ thất bại. Vạn Vạn cố nén nỗi đau bị người mình yêu phản bội, giả vờ bình tĩnh hỏi, kết quả của chiến lược khi thất bại là gì? Bạn sẽ mất mạng. Vạn Vạn gật gật đầu rơi vào trầm tư. Không có tình yêu cũng không sao, nhưng cái chết làm cho cô sợ hãi. Kể từ đó cô đã cẩn thận kiểm tra, cố gắng hết sức để làm hài lòng, chỉ để nhận được sự bảo đảm từ Hoắc Hán Đình, chắc chắn rằng anh ta luôn yêu để cô không phải chết. Vạn Vạn khiêm tốn cầu nguyện cho chút ấm áp và tình yêu đó, như người chết đuối tuyệt vọng nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Nhưng cuối cùng anh ta đã bỏ rơi cô để đến bên Trang Nhu Nhu. Thậm chí ngay cả trong thời khắc sinh đẻ quan trọng, Hoắc Hán Đình lại có thể tuyệt tình đến vậy. Hệ thống nói rằng cô đã thất bại. Hoắc Hán Đình vì một người phụ nữ bỏ lại cô đang giành giật sự sống ở bệnh viện, điều đó đủ chứng minh rằng anh ta không hề yêu cô. Cô không thể chối cãi được điều đó, bởi vì đây là sự thật tàn nhẫn không thể thay đổi được. Vạn Vạn từ từ nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi cái chết đến. Mở mắt ra lần nữa, linh hồn của cô tách ra khỏi xác thịt. Cô lại trở lại thành linh hồn cô đơn trong thế giới lạnh giá này. Nhìn xuống bản thân nằm vô hồn trên giường bệnh, cảm xúc lẫn lộn trong lòng, có hối hận, có không cam lòng, có bất đắc dĩ, còn cả sự tuyệt vọng sâu sắc. Con của Vạn Vạn cũng sẽ đi theo cô sao? Đúng vậy, máy chủ thất bại, bạn sẽ hoàn toàn rời khỏi thế giới này. Cho nên đứa trẻ cũng sẽ chết. Hệ thống đột nhiên chuyển hướng, nhưng nếu vật chủ muốn đứa trẻ sống sót thì chúng tôi có thể giúp bạn. Vạn Vạn liếc nhìn nhân viên y tế vẫn đang cố gắng cứu mạng, trong lòng đau đớn vướng víu, cuối cùng vẫn là cố ý lắc đầu. Bố nó không yêu mẹ nó thì có thể yêu thương đứa trẻ được mấy phần. Nếu như phải đối mặt với đau khổ và sự thờ ơ, cô thà rằng để đứa bé chưa từng được sinh ra,
chưa bao giờ cảm nhận được sự vô tâm tàn nhẫn của thế giới này. Nếu như cuộc sống của cô tiếp tục, cô sẽ cố gắng hết sức để cứu con mình, ít nhất là cô có thể yêu thương ôm ấp đứa bé để nó có nơi dựa vào. Nhưng chỉ có Hoắc Hán Đình vô tâm và ích kỷ như vậy. Vạn vạn không muốn con của mình sống trong một thế giới không có tình yêu. Hãy để cho anh ra chịu đựng nỗi đau và sự tổn thương mà cô đã trải qua. Dường như hệ thống cũng không chịu được âm thanh điện tử lạnh lẽo đó. Lúc này cũng lộ ra một tia than thở. Hệ thống cho biết chương trình vẫn đang tải, vì vậy vật chủ vẫn có thể ở trạng thái linh hồn. Tồn tại trên thế giới này trong 3 ngày, Vạn Vạn cảm thấy trái tim mình đã như tro tàn, không còn bất kỳ hứng thú với điều gì. Nhưng hệ thống lại nói, vật chủ, bạn không muốn xem chồng mình hiện tại đang làm gì sao? Còn có thể làm gì được nữa, chắc chắn là ở cùng Bạch Nguyệt Quang. Nhưng hệ thống lại nói, Vạn Vạn thực sự đối với người chưa từng gặp Trang Nhu Nhu nảy sinh sự tò mò. Bên kia Đông Thành, ánh đèn rực rỡ, náo nhiệt. Mọi người trong câu lạc bộ đều mặc trang phục sang trọng và mỉm cười rạng rỡ. Mà người phụ nữ ở trung tâm bữa tiệc lại chỉ mặc một chiếc váy trắng thanh lịch, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Mặc dù vậy cũng không ai dám coi thường cô ta, chỉ vì cô ta là người mà Hoắc Hán Đình đặt trên đỉnh trái tim để bảo vệ. Trang Nhu Nhu trang điểm nhẹ nhàng với nụ cười dịu dàng ở trong vòng tay của Hoắc Hán Đình. Trong mắt tràn đầy sự nũng nịu và biết ơn, dường như Hoắc Hán Đình là cả thế giới của cô ta. Cảm ơn anh đã đến sân bay đón em, lại còn vì em mà tổ chức một bữa ăn tiệc lớn như vậy. Hoắc Hán Đình nhận lấy ly rượu vang cô ta mang tới, nhìn chằm chằm vào cô ta một cách sâu thẳm, trong ánh mắt đó tràn đầy cảm xúc phức tạp và chiều chuộng. Ngoài ra còn có sự do dự không thể nhận thấy, sau đó uống hết ly rượu vang đỏ. Điều này chẳng là gì cả vì em đã quyết định ở lại làm việc ở Đông Thành. Những mối quan hệ này sẽ hữu ích cho em. Trang Nhu Nhu gật gật đầu, trên mặt hiện lên nụ cười ngại ngùng. Cô ta ngẩng đầu lên, hốc mắt hơi đỏ trông thật đáng thương. Dáng vẻ đó khiến người khác không thể chịu được, muốn ôm lấy cô ta vào lòng chăm sóc thật tốt. Trang Nhu Nhu nhẹ nhàng thở dài, một tiếng thở dài chứa đầy hồi ức và sự tiếc nuối. Cô ta bắt đầu lên tiếng, dường như anh vẫn luôn vì em mà chi tiền, nếu như năm đó không có sự ngăn cản của chú gì nhà anh. Em nghĩ là chúng ta, những lời nói này tràn đầy sự hối hận và khao khát mối quan hệ với Hoắc Hán Đình. Nghe đến đây Vạn Vạn không nhịn được cười thành tiếng, trong lòng tràn đầy sự giận dữ và không cam lòng. Sao người phụ nữ này xuất hiện thì liền có thế dễ dàng chạm tới trái tim của Hoắc Hán Đình. Bây giờ Hoắc Hán Đình đã trở thành người đứng đầu số 1 của Hoắc thị, không có sự ngăn cản của cha mẹ, bọn họ sẽ quay lại với nhau đúng không? Vạn Vạn nhìn chằm chằm vào Hoắc Hán Đình, giống như tự ngược đãi bản thân, chờ đợi phản ứng của anh ta. Mà anh ta lại chỉ nhìn về phía Trang Nhu Nhu cười nhạt một chút. Nụ cười đó thật là chiếu lệ, chuyện quá khứ cứ để nó ở lại quá khứ đi. Vạn Vạn đầy nghi ngờ không biết rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì. Vạn Vạn nhận thấy vẻ thích thú trong mắt Hoắc Hán Đình. Anh ta đang tận hưởng sự chủ động của Trang Nhu Nhu. Quả nhiên đàn ông đều như vậy, thật khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Cô nghĩ về những ngày đêm đó, có lẽ cô đã đánh đồng việc sống với Hoắc Hán Đình. Đó chính là lý do tại sao trong mắt Vạn Vạn, Hoắc Hán Đình hoàn mỹ không có bất kỳ khuyết điểm nào. Trang Nhu Nhu rõ ràng sững sờ một chút, khi cô ta còn chưa về nước, nghe nói về tình cảm sâu sắc của Hoắc Hán Đình dành cho cô ta. Nhưng khi đối mặt với Hoắc Hán Đình thì lại bị đối xử lạnh lùng như vậy. Chắc là trong lòng cô ta tràn đầy sự mất mát và tức giận. Trang Nhu Nhu không tránh xa Hoắc Hán Đình vì sự lạnh lùng của anh ta. Ngược lại cô ta còn nắm lấy tay Hoắc Hán Đình, có những cử chỉ giao lưu như cá gặp nước. Mà Vạn Vạn đang lơ lửng trong không trung, nhìn chằm chằm vào Hoắc Hán Đình. Trong lòng tràn đầy đau khổ và ghen tị, khi Hoắc Hán Đình nhìn Trang Nhu Nhu, đôi mắt chứa đựng tình yêu rõ rệt. Không sai, đây mới nên là thái độ của anh ta khi đối mặt với Bạch Nguyệt Quang. Một khuôn mặt lạnh lùng sẽ thay đổi, vì đóa bạch liên hoa này mà trở nên dịu dàng, cái đầu kiêu hãnh và cao quý đó cũng sẽ vì cô ta mà cúi thấp xuống. Vạn Vạn đã từng điều tra Trang Nhu Nhu, nhưng Vạn Vạn vẫn luôn nghĩ rằng cô ta không phải là mối đe dọa. Quá khứ của Trang Nhu Nhu và Hoắc Hán Đình, đầy màu sắc lãng mạn của tuổi trẻ, lúc đó mẹ của Trang Nhu Nhu là người giúp việc của Hoắc gia. Mẹ Trang Nhu Nhu thỉnh thoảng sẽ đưa cô ta đến Hoắc gia sau giờ học. Thành tích học tập của Trang Nhu Nhu không tốt, đặc biệt là môn toán, trong khi làm bài tập ở vườn sau nhà họ Hoắc thì hai người gặp nhau. Hoắc Hán Đình đã từng nói anh ta chưa thấy người nào ngu ngốc như vậy. Khi Vạn Vạn nhắc đến Trang Nhu Nhu, khuôn mặt anh ta đầy vẻ giễu cợt, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia dịu dàng không dễ gì nhìn thấy. Nói đến cùng giọng Hoắc Hán Đình lại thay đổi, đầy chủ nghĩa anh hùng của đàn ông, cũng may là anh giúp cô ấy làm bài tập, nếu không cô ấy có khi không thể vào được đại học. Nằm trong vòng tay Hoắc Hán Đình và ngẩng đầu nhìn lên, để giữ an toàn cho bản thân, cô đã không nói với anh ta những gì cô đang thực sự nghĩ. Có khả năng Trang Nhu Nhu đang cố tình giả vờ ngu ngốc, chỉ để thỏa mãn chủ nghĩa đàn ông của anh. Vạn Vạn nhìn Hoắc Hán Đình thay đổi lời nói, em biết chồng em là người giỏi nhất rồi. Tất nhiên rồi, Hoắc Hán Đình đắc ý ôm chặt lấy Vạn Vạn vào lòng. Cuối cùng lại thở dài nói, nhưng những điều đó đã qua rồi, cô ấy không xứng với anh, bây giờ người anh yêu là em. Vạn Vạn nằm trong vòng tay Hoắc Hán Đình, mặc dù trong lòng cảm thấy một chút ngọt ngào, nhưng vẫn còn mơ hồ bất an. Nghe những lời thú nhận của anh ta, trái tim cô mới dần thả lỏng. Dù sao với câu nói này của Hoắc Hán Đình, ít nhất cô cũng không gặp nguy hiểm, nhưng Vạn Vạn vẫn không nhịn được tự hỏi, rốt cuộc nguyên nhân là gì mà lại khiến cho Hoắc Hán Đình trong mắt đầy sự hoài niệm như vậy? Còn nói cô ta không xứng đáng với sự đánh giá của bản thân. Sau đó Vạn Vạn đã tốn một số tiền để thuê người điều tra. Hóa ra nhà họ Hoắc phát hiện ra Trang Nhu Nhu và Hoắc Hán Đình lén lút yêu nhau, cho nên đã đưa cho mẹ của Trang Nhu Nhu nửa triệu để bà ấy nghỉ việc. Hơn nữa còn bắt bà ấy phải đảm bảo không để cho con gái xuất hiện trước mặt Hoắc Hán Đình nữa. Trang Nhu Nhu không đồng ý và tăng mức giá lên 1 triệu. Đúng như những gì Vạn Vạn dự đoán, Trang Nhu Nhu không ngây thơ như tưởng tượng. Cách tiếp cận của cô ta từ đầu là có mục đích, còn giả vờ đáng thương và quyến rũ đàn ông để kiếm được 1 triệu.
Cô ta không ngốc mà còn rất thông minh, Hoắc Hán Đình đã phải chịu một mất mát lớn từ cô ta. Đương nhiên không còn coi cô ta là nữ thần bất khả xâm phạm. Cho nên mặc dù Vạn Vạn nghe nói Trang Nhu Nhu chuẩn bị về nước, cô vẫn tự tin chiến lược của mình sẽ không thất bại. Nhưng Hoắc Hán Đình vẫn giáng cho cô một đòn nặng nề. Anh ta đã dùng hành động thực tế để chứng minh cho cô. Bạch Nguyệt Quang cho dù không hề hoàn hảo, nhưng trong lòng anh ta vẫn có một vị trí đặc biệt. Vậy còn Vạn Vạn thì sao? Cô đột nhiên muốn biết. Cùng Hoắc Hán Đình trải qua 4 năm đại học, cùng anh ta kế thừa gia nghiệp, cô đã cùng anh ta vượt qua khủng hoảng kinh tế, rốt cuộc trong lòng Hoắc Hán Đình cô đang ở vị trí nào? Chủ tịch Hoắc đúng là một người nghiện công việc, phu nhân đang sinh con ở trong phòng sinh. Ngài vẫn có thể đến dự tiệc kinh doanh, đối thủ kinh doanh của Hoắc Hán Đình, lớn tiếng chế nhạo Hoắc Hán Đình, Hoắc Hán Đình hoàn toàn không quan tâm, thậm chí còn cụng ly với anh ta. Với nụ cười thờ ơ trên gương mặt, nhưng Vạn Vạn dường như thấy có một tia tội lỗi trong mắt anh ta. Đây có lẽ là nơi được gọi là nhà, cờ đỏ không rơi thì cờ đủ màu tung bay ngoài kia. Lúc nào ngài cũng nghiêm túc, vợ tôi đang sinh con trong phòng sinh và tôi không thể giúp gì được. Nhưng Tô tiểu thư, khi nói chuyện, Hoắc Hán Đình liếc nhìn Trang Nhu Nhu với giọng điệu mơ hồ. Cô ấy mới trở về Trung Quốc, không quen thuộc lắm với Đông Thành. Sau này hy vọng Lý tổng quan tâm Như Gu hơn, họ đều là những người đang gặp khó khăn trong thế giới kinh doanh. Hoắc Hán Đình vừa nói ra những lời này, Lý tổng lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của Hoắc Hán Đình.